Cập nhật những diễn biến mới nhất chiến sự giải Gaza, chiến tranh Nga-Ukraine trưa thứ Bảy ngày 21 tháng 10 năm 2023. Tròn hai tuần chiến sự giải Gaza nổ ra, lực lượng Hamas đã thả hai con tin người Mỹ. Phía Israel cho biết họ sẽ không từ bỏ kế hoạch tiến vào Gaza để xóa sổ nhóm khủng bố Hamas. IDF cho biết ngoài hai người Mỹ vừa được thả, có tới 200 người vẫn mất tích, trong đó có 30 trẻ em trong số các con tin được xác nhận ở Gaza. Địa Trung Hải tăng nhiệt, 6 tàu chiến Trung Quốc hiện diện ở Trung Đông giữa lúc xung đột Israel-Hamas ngày một căng thẳng. Gấp lửa bỏ tay người, một thành viên Quốc hội Nga tuần này cho biết Mỹ có thể đứng đằng sau vụ nổ hôm thứ Ba tại một bệnh viện ở thành phố Gaza. Chuyển sang những diễn biến ngày thứ 605 chiến sự Nga-Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Attack MS do Mỹ cung cấp đã tiêu diệt 14 máy bay trực thăng của Nga. Bên cạnh đó, một hỏa tiễn được cho là đã tấn công kho đạn dược của hạm đội Biển Đen của Nga gần cảng Sevastopol trong tuần này, dán thêm một đòn nữa vào Putin khi Ukraine tăng cường tấn công vào vùng Crimea bị sáp nhập. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Molly Phan xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán thính giả thân thương của kênh The Second Post. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quay trở lại cùng với Molly trong bản tin cập nhật tình hình chiến sự Nga-Ukraine 24 giờ qua. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trong hai tuần chiến sự giải Gaza nổ ra, lực lượng Hamas ở Gaza ngày 20 tháng 10 đã thả hai con tin người Mỹ và những người này sẽ được đưa đến một căn cứ của Israel chờ đoàn tụ với gia đình. Bên cạnh đó, Israel cho biết họ sẽ không từ bỏ kế hoạch tiến vào Gaza để xóa sổ nhóm khủng bố Hamas, Reuters dẫn thông tin từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay, hai con tin được Hamas trả tự do là hai mẹ con người Mỹ, mẹ là Judith Tyranan và con là Natalie Shoshana Ranan. Trước đó, hai mẹ con bị Hamas bắt giữ làm con tin khi đang ở Kibbutz Nahaot, Israel để thăm người thân. Abu Abaida, người phát ngôn của lữ đoàn Khasam, một nhánh của Hamas, cho biết Hamas thả hai con tin người Mỹ vì cái được gọi là lý do nhân đạo. Theo thông cáo của Thủ tướng Netanyahu, hai con tin này đã được bàn giao cho lực lượng quân sự Israel tại biên giới Gaza và đang trên đường đến điểm hẹn tại một căn cứ quân sự ở miền trung Israel để chờ đoàn tụ với gia đình. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảm ơn sự hợp tác của Israel và Qatar giúp trả tự do cho hai con tin người Mỹ. Trạng sáng ngày 7 tháng 10, Hamas bất ngờ bắn hơn 2.000 quả rocket về phía Israel. Khoảng hơn 1.000 tay súng Hamas đã phá hàng rào biên giới, tràn vào lãnh thổ do Israel kiểm soát và bắt giữ khoảng 200 con tin đưa sang Gaza. Ngoài ra, các nhóm vũ trang khác ở Gaza cũng bắt giữ thêm hơn 50 con tin. Những con tin này gồm công dân từ nhiều nước. Đây là cuộc khủng hoảng con tin nghiêm trọng nhất mà Israel từng đối mặt. Hamas nói rằng hơn 20 con tin trong số đó đã thiệt mạng do các cuộc khủng kích của Israel, song không đưa ra bằng chứng chi tiết. Chiến dịch tấn công đáp trả của Israel bị hạn chế một phần do cần bảo đảm sự an toàn của các con tin. Chiến dịch giải cứu con tin cũng không hề dễ dàng bởi những người này đang bị giam giữ ở nhiều địa điểm khác nhau. Israel đã điều động hàng trăm nghìn quân và hàng trăm xe tăng đến biên giới với Gaza, một động thái được cho là nhằm chuẩn bị cho chiến dịch tấn công trên bộ vào Gaza. Đại sứ Israel tại Nga Alexander ben Zvi ngày 20 tháng 10 cho biết Israel tiếp tục theo đuổi kế hoạch tấn công trên bộ ở Gaza. Phương án tấn công trên bộ vẫn để ngỏ. Ông Zavi nói và nhấn mạnh Israel đã tuyên bố tình trạng chiến tranh, nghĩa là Israel sẵn sàng triển khai mọi hình thức tác chiến, bao gồm cả chiến dịch trên không, trên biển và trên bộ. Theo ông, khả năng Israel tiến hành chiến dịch trên bộ là khoảng 50%. Israel sẽ phá hủy mọi cơ sở củng bố của Hamas ở Gaza, đồng thời muốn giải cứu toàn bộ con tin, và điều đó không thể thành hiện thực nếu không có chiến dịch trên bộ, ông nhấn mạnh bình luận trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi bộ trưởng kinh tế israel nearbakat cho biết nội các thời chiến của nước này đã bật đèn xanh cho một cuộc tấn công trên bộ vào gaza kế hoạch này của israel khiến cộng đồng quốc tế lo ngại rằng nó có thể khiến xung đột leo thang nguy hiểm và gây tổn thất lớn cho dân thường ở gaza Thưa quý vị, nhân tiện về vấn đề con tin, được biết sau gần 2 tuần sau cuộc tấn công dữ dội của Hamas vào miền nam Israel, khoảng 100 đến 200 người vẫn mất tích, thi thể vẫn được tìm thấy và số lượng con tin thực sự bị giam giữ ở Gaza vẫn chưa được xác định. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết hôm thứ Năm rằng 203 người được biết đã bị nhóm khủng bố bắt làm con tin trong các cuộc tấn công tàn khốc của chúng vào ngày 7 tháng 10. Khoảng 30 người bị bắt là trẻ em dưới 16 tuổi và 10 đến 20 người khác trên 60 tuổi. Dữ liệu được trình bày hôm thứ Năm bởi Thiếu tướng Nizan Alon, người đang chỉ huy các nỗ lực tình báo để tìm ra những người bị bắt cóc. Theo Alon, quân đội tin tưởng rằng phần lớn các con tin bị bắt giữ ở Gaza vẫn còn sống, mặc dù một số thi thể đã bị những kẻ khủng bố Hamas lấy đi. Khoảng 1.400 người đã bị những kẻ khủng bố Hamas giết chết trong cuộc tấn công. Trong đó, khoảng 2.500 tay súng tràn vào ít nhất 22 cộng đồng và căn cứ quân sự của Israel cũng như một lễ hội âm nhạc tàn sát gần như bất kỳ ai họ gặp và bắt những người khác làm con tin các cuộc tấn công đã biến các cộng đồng thành đống đổ nát khiến các đường cao tốc và cánh đồng ngổn ngang thi thể một số người trong số đó đến nay mới được tìm thấy hoặc nhận dạng idf cho biết họ vẫn đang tìm thấy các thi thể bên trong vùng đệm gaza gần biên giới với israel nơi quân đội đã tiến hành các cuộc tấn công hạn chế Hầu hết các thi thể được tìm thấy ở khu vực biên giới đều thuộc về những kẻ khủng bố, nhưng một số nạn nhân thiệt mạng đã được tìm thấy. Chẳng hạn như Noyadan, một bé gái Israel 12 tuổi, mắc chứng tự kỷ, và bà ngoại Kamela, 80 tuổi. Khi chiến tranh bắt đầu, tôi đã nhận trách nhiệm về nhiệm vụ đau đớn và nhạy cảm chạm đến trái tim của mọi người dân Israel, xác định vị trí khoảng 200 con tin và những người mất tích đang nằm trong tay một tổ chức khủng bố giết người và đưa họ về nhà, Alan nói. Trong 15 ngày kể từ đó, Israel đã đáp trả bằng một chiến dịch ném bom dữ dội. Israel cho biết cuộc tấn công của họ nhằm mục đích phá hủy cơ sở hạ tầng của Hamas và tuyên bố sẽ tiêu diệt toàn bộ nhóm khủng bố đang cai trị giải Gaza. Họ cho biết họ đang nhắm mục tiêu vào tất cả các khu vực mà Hamas hoạt động, đồng thời tìm cách giảm thiểu thương vong cho dân thường. Trong một diễn biến liên quan, không chỉ có tàu chiến của Anh và Mỹ mà được biết 6 tàu chiến của Trung Quốc hoạt động ở Trung Đông trong tuần qua trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang vì xung đột Israel Hamas. SCMP ngày 20 tháng 10 dẫn thông tin trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa tin, lực lượng đặc nhiệm hộ tống hải quân số 44 tham gia các hoạt động thường lệ trong khu vực kể từ tháng 5 và tuần trước có chuyến thăm Oman trong vài ngày, bao gồm một cuộc tập trận chung với hải quân nước này. Truyền thông nhà nước đưa tin lực lượng đặc nhiệm rời thủ đô Muscat hôm 14 tháng 10 để đến một địa điểm không được công bố. Trong chuyến thăm, các chỉ huy Trung Quốc gặp quan chức quân sự Oman và thăm các cơ sở quân sự, trong khi thủy thủ hai nước đi tham quan các cửa hàng. Theo Tân Hoa Xã, hai bên còn tổ chức một trận đấu bóng rổ. Lực lượng đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông thuộc Quân đội Trung Quốc thực hiện chuyến thăm cùng tàu khu trục mang họa tiện dẫn đường Type 052 52 Jezibo, tàu khu trục Jinzu và tàu tiếp tế tích hợp Kentahu. Đoàn đã tham gia các nhiệm vụ hộ tống vận chuyển từ khi đến Vịnh Aden ở phía bắc Somalia từ 6 tháng trước và bàn giao nhiệm vụ cho lực lượng đặc nhiệm hộ tống Hải quân số 45 vào đầu tháng này. Đoàn thay thế đến từ Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Bắc của quân đội Trung Quốc sử dụng một tàu khu trục Type 052 Urumqi, một tàu khu trục Linji và tàu tiếp tế Dongpinghu. Theo Tân Hoa xã, tàu Linji tham gia nhiệm vụ hộ tống một tàu chở hàng của Panama tại địa điểm không được công bố vào đầu tháng này. Đây là nhiệm vụ hộ tống đầu tiên của tàu khu trục Zibo từ khi nó được đưa vào hoạt động tháng 1 năm 2020. Tàu Urumqi được đưa vào hoạt động vào đầu năm 2018 và đã tham gia vào nhiệm vụ hộ tống khác ở Vịnh Aden hai năm trước. Các tàu khu trục Type 052G được trang bị hệ thống tác chiến điện tử và radar tiên tiến tương đương với hệ thống Aegis của Mỹ và có bệ phóng hỏa tiễn. Điều đó nghĩa là có 6 tàu hải quân Trung Quốc hoạt động ở vùng biển Trung Đông khi căng thẳng gia tăng trong khu vực. Sau cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10, Mỹ đã điều hàng không mẫu hạm tiên tiến nhất USS George Arford và tác chiến tới phía đông Địa Trung Hải. Nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Dry D. Eisenhower cũng đang trên đường tới khu vực. Ngày 18 tháng 10, ngũ giác đài thông báo điều thêm tàu chỉ huy USS Maury Whitney tới phía đông Địa Trung Hải. Một số quốc gia bao gồm Anh, Đức và Pháp đã điều động máy bay quân sự hoặc dân sự đến di tản công dân của họ khỏi Israel. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hơn 1.000 công dân Trung Quốc đã rời khỏi Israel kể từ khi xung đột nổ ra. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mao Ninh cho biết 280 công dân Trung Quốc mắc kẹt ở thành phố Sderot, miền nam Israel cũng đã được di tản. Tiếp theo là diễn biến thể hiện tuyệt kỹ ăn không nói có, gấp lửa bỏ tay người của Nga thưa quý vị. Theo đó, một thành viên Quốc hội Nga tuần này cho biết, Mỹ có thể đứng đằng sau vụ nổ hôm thứ Ba tại một bệnh viện ở thành phố Gaza, được cho là đã giết chết hàng trăm người. Andrei Gurulyev, thành viên Quốc hội Nga Duma và cựu chỉ huy quân sự, đã đưa ra cáo buộc mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào trong lần xuất hiện trên kênh truyền hình Russia One do Điện Kremlin điều hành. Rất rõ ràng là có bom dẫn đường rơi xuống nơi đó, Gurulyev nói. Ông nói thêm rằng, hôm nay một nhóm hàng không mẫu hạm của Mỹ đã tiếp cận bờ biển Israel, ám chỉ các tàu chiến của Hải quân Mỹ đã được triển khai tới phía đông địa Trung Hải sau cuộc tấn công của Hamas. Theo bản dịch của Scar, Kurulyev cho biết, Lệnh khai hỏa có thể đến từ một trung tâm chỉ huy cố định trên lãnh thổ Israel hoặc từ trung tâm điều khiển trên tàu trên hàng không mẫu hạm. Ông tiếp tục, vì vậy, có thể không phải Israel mà chính người Mỹ đã tấn công bệnh viện đó. Thời gian sẽ trả lời, tôi nghĩ tình báo của chúng ta sẽ biết trong mọi trường hợp. Được biết, người đàn ông tên Guru Love thường xuyên xuất hiện trên đài truyền hình do nhà nước Nga kiểm soát và nổi tiếng với việc đưa ra những tuyên bố mang tính kích động. Vào tháng 9, nhà lập pháp Nga cho biết trong cuộc thảo luận về Russia One rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin nên tấn công Vương quốc Anh, một động thái rất có thể gây ra xung đột toàn cầu. Nhà lập pháp Nga đưa ra lời kêu gọi tấn công Vương quốc Anh trong khi nói về những cáo buộc mà Putin đưa ra về việc tình báo Anh đứng sau âm mưu phá hoại một cơ sở nguyên tử của Nga. Phát biểu tại diễn đàn kinh tế phương Đông ở Vladivostok vài ngày trước đó, ông Putin nói, dù không đưa ra bằng chứng rằng Anh đã chỉ đạo những kẻ phá hoại Ukraine phá hủy cơ sở này. Nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo Thủ tướng Andriy Sunak rằng những động thái như vậy có thể dẫn đến phản ứng đáp trả. Kurulyev kêu gọi Moscow tiến xa hơn là chỉ cảnh báo Vương quốc Anh Ông nói rằng Nga nên tấn công Vương quốc Anh bằng hỏa tiễn và gọi Thủ tướng Sunak là mục tiêu. Chuyển sang những diễn biến ngày thứ 605 chiến sự Nga Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có thể đã mất 14 máy bay trực thăng trong cuộc tấn công vào hai phi trường của Nga mà Ukraine cho biết họ đã nhắm mục tiêu bằng hỏa tiễn đạn đạo tầm xa bắn từ hệ thống hỏa tiễn chiến thuật quân đội ATAK-MS do Mỹ cung cấp trong tuần này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Kyiv đã sử dụng Atacms để tấn công các phi trường của Nga ở vùng Luhansk của Ukraine và thành phố cảng Berdyansk ở vùng Zaporizhia hôm thứ ba. Atacms có khả năng tiếp cận mục tiêu cách xa 100 dặm hoặc hơn. Cuộc tấn công hôm thứ ba đánh dấu lần đầu tiên Ukraine sử dụng loại vũ khí này. Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong bản cập nhật tình báo hôm thứ Sáu rằng, mặc dù mức độ thiệt hại hiện chưa được xác nhận, nhưng có khả năng chín máy bay trực thăng quân sự của Nga tại Berdyansk và 5 chiếc tại Luhansk đã bị phá hủy. Điện Kremlin vẫn chưa bình luận về thông tin về cuộc tấn công. Nhưng hôm thứ Tư, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi việc Mỹ chuyển hỏa tiễn ATACMS cho Ukraine là một sai lầm khác của Mỹ. Putin nói, chiến tranh là chiến tranh. Và tất nhiên, tôi đã nói rằng Attack MS gây ra một mối đe dọa, không cần phải nói. Nhưng điều quan trọng nhất là họ hoàn toàn không thể thay đổi đáng kể tình hình dọc theo đường chiến tuyến. Điều đó là không thể. Các quan chức quốc phòng Anh cho biết nếu được xác nhận, rất có thể việc mất số trực thăng sẽ ảnh hưởng đến khả năng của Nga trong việc bảo vệ tài sản cũng như tiến hành các hoạt động tấn công tiếp theo trên trục phía nam Ukraine. MOD cho biết, với tình trạng căng thẳng hiện nay đối với hoạt động sản xuất quân sự của Nga, việc mất bất kỳ khung máy bay nào được xác nhận sẽ khó có thể thay thế trong thời gian ngắn và trung hạn. Tổ chức này cho biết, tổn thất này cũng có thể sẽ tạo thêm áp lực lên các phi công của Nga, vốn gần như chắc chắn đang phải đối mặt với các vấn đề về kiệt sức trong chiến đấu và bảo trì do chiến dịch kéo dài không lừng trước được. Bộ Quốc phòng Anh nói thêm rằng có khả năng thực tế là cuộc tấn công sẽ buộc Nga một lần nữa phải di dời các căn cứ điều hành cũng như các nút chỉ huy và kiểm soát ra xa tiền tuyến, làm tăng gánh nặng cho chuỗi hậu cần. Trong một diễn biến liên quan, máy bay vận tải quân sự IL-76 của Nga đã bốc cháy khi cất cánh từ phi trường Giza ở Dresdenbe. Theo nguồn tin của Izvestia, vụ cháy theo thông tin sơ bộ xảy ra ở một trong các động cơ. Hậu quả là máy bay trượt khỏi đường băng và bị thiêu rụi hoàn toàn. Các thành viên phi hành đoàn đã rời máy bay đúng lúc và không ai trong số họ bị thương. Hiện người ta đang làm rõ liệu có hành khách nào trên máy bay hay không. Theo những người đối thoại của Izvestia, các phi công nhận thấy nhiệt độ tăng lên ở một trong các động cơ khi cất cánh. Trong quá trình cất cánh, một đám cháy đã xảy ra. Phi hành đoàn ngay lập tức quyết định đổ nhiên liệu, quay đầu lại và hạ cánh khẩn cấp. Bên cạnh đó, một hỏa tiễn được cho là đã tấn công kho đạn dược của hạm đội Biển Đen của Nga gần cảng Sevastopol trong tuần này, dán thêm một đòn nữa vào Tổng thống Vladimir Putin khi Ukraine tăng cường tấn công vào vùng Crimea bị sáp nhập. Kênh Telegram của Nga Astra đưa tin về vụ tấn công hỏa tiễn hôm thứ Tư cho biết, nó đã đánh trúng một khu vực gần Sevastopol do đơn vị quân đội 63876 chiếm giữ, làm hư hại một điểm lưu trữ vũ khí thuộc hạm đội Biển Đen của Nga. Các chuyên gia thân cận với Bộ Quốc phòng Ukraine trước đây đã nói rằng Kyiv đang bắt tay vào chiến lược phi quân sự hóa hạm đội Biển Đen như một phần trong các bước tiến tới giải phóng Crimea, nơi đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp nhập vào năm 2014. Địa điểm của đơn vị quân đội đã bị hư hại và một binh sĩ bị thương, Astra cho biết. Đồng thời, công bố một đoạn video về cuộc tấn công được báo cáo, cho thấy một đám khói đen bốc lên bầu trời. Trong cuộc tấn công hỏa tiễn, hơn 350 cảnh sát đã được di tản khỏi các tòa nhà của Bộ Nội vụ Sevastopol. Vụ nổ cũng được một số kênh Telegram đưa tin, trong đó có Crimea Realities, cho biết ít nhất 4 kho đạn được quân đội Nga sử dụng để chứa vũ khí, trong đó có hỏa tiễn nằm gần nơi phát hiện vụ nổ. Các cuộc tấn công ở Crimea, trung tâm hậu cần của Nga cho lực lượng của nước này ở miền nam Ukraine đã trở nên thường xuyên trong những tháng gần đây, trong bối cảnh Kiev phản công nhằm đòi lại lãnh thổ bị lực lượng Nga chiếm đóng. Các cuộc tấn công tập trung vào các mục tiêu quân sự nhằm làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Moscow và ngăn cản Nga vận chuyển thiết bị, vũ khí và quân đội từ lục địa Nga vào bán đảo. Hạm đội biển Đen đã bị giáng một đòn mạnh khi Ukraine tiến hành cuộc tấn công hỏa tiễn vào trụ sở của lực lượng này ở Sevastopol vào ngày 22 tháng 9, được cho là đã giết chết một sĩ quan lãnh đạo. Vài ngày trước đó, vào ngày 13 tháng 9, một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Ukraine vào xưởng đóng tàu Sevastopol đã làm hư hại một tàu ngầm và tàu đổ bộ mang hỏa tiễn hành trình của Nga khi chúng đang được sửa chữa. Giữa chuỗi các cuộc tấn công, Nga dường như đang di chuyển hạm đội khỏi Sevastopol ở Crimea. Các hình ảnh vệ tinh công bố trong tháng này cho thấy. Trung tướng đã nghỉ hưu Ben Hodges, cựu chỉ huy của quân đội Hoa Kỳ ở châu Âu nói rằng Ukraine đang tiến hành một cuộc tấn công đa miền để giải phóng bán đảo, bao gồm việc tấn công cầu eo biển Kerch nối Crimea với đất liền của Nga. Hodges nói: "Tất cả điều này là một phần khiến Crimea không thể trụ được, không thể sử dụng được đối với quân đội Nga cho đến khi người Ukraine có đủ sức mạnh chiến đấu để họ thực sự có thể giải phóng bán đảo." Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình. Molly hy vọng là quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút like video, chia sẻ cũng như đăng ký kênh. Còn bây giờ, Molly xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.